Rồi em chào các bác nhé. Đây hôm nay em mới về một lô máy rửa xe. Tất cả đây là đều là máy bãi Nhật nhé. Đa số là máy cát trơ nhé. Hiệu Đức luôn đấy ạ. Đấy. Máy còn rất là đẹp luôn. Đấy. Máy thì em để riêng đây, dây súng em để riêng. Thì đi theo máy này nó sẽ có dây súng thường và dây súng zin. Đấy, đây. Như tất cả một hàng ở đây là máy cắt trơ nhé, máy than nhé. Đấy, tất cả là hàng hiệu của Đức hết đấy. Các máy này em chưa vệ sinh nhưng mà thực ra là nó còn rất là đẹp luôn. Đấy. Đấy. Cắt trơ nhé. Đấy, đây như em nhé. Nhặt con này lên thực này. Đây. Một con này này. Đấy. Con này là cắt trơ JTK22 này, tem của máy này. Đây. Máy còn rất là đẹp luôn. Đây. Điện 100V này. Đấy. Công suất là 1,25 kW này. Đấy. Sản xuất made in Germany nhé. Đấy. Máy Đức hết. Tất cả các cái hàng này là toàn hàng em tuyển chọn hết nhé. Tuyển chọn hết cho các bạn. Bạn nào ưng thì rồi em sẽ kết bạn Zalo theo số điện thoại em sẽ để ở trên video, ở trên bài. Đây, một con huyền thoại này nữa, này là Makita nhé. Đấy, Makita con này là cũng là máy than nhé, có điều chỉnh áp núm mút xà phòng. Đấy, điều chỉnh áp nước. Đấy, máy cực kỳ đẹp luôn. Xem con này, con này là em để hơi ngược tí nhá. Con này 100V. Con này chắc sản xuất ngay tại nội địa Nhật luôn vì em thấy toàn chữ Nhật không. Chưa nhìn thấy made in đâu. Chưa nhìn thấy made in đâu. Con này điện 100V này, công suất 1430W. Cực kỳ mạnh đấy ạ. Đấy. Cực kỳ luôn nhá. Còn những siêu phẩm luôn. Đấy. Đấy, ngoài ra những cái máy rửa xe này thì em còn rất là nhiều máy vệ sinh bằng hơi nước nóng nhé. Ở đây em chủ yếu là thân máy nhé, thân máy, đấy, cắt trơ, các cái dòng tầm trung này, vệ sinh hơi nước nóng này, em không có nối vào nên không soi kỹ đâu. Đấy, ở sát vách tường này là máy vệ sinh hơi nước nóng, tất cả đều cắt trơ là tầm trung nhé. Đấy, còn là tầm khủng này, tầm mạnh lớn này, đây có con SC1200 này, và một con này nữa, DE4002. Đấy, con này em nhìn thấy nó có các cái bảng điều khiển rất nhiều trong này. Đấy, nó hơi tối chút. Đấy, cái này là cửa cắm dây đỡ có hết nhé. Đấy, mỗi cái là phụ kiện nó chỉ có dây ống xịt thôi chứ nó cũng sẽ không đầy đủ được cho các bác về thêm các cái đồ khác nữa. Đấy, rất là nhiều luôn. Rồi một cái số dòng ngoài cắt trơ thì các cái dòng mini. Đây em có các cái con này rất là nhỏ gọn nhé, cực kỳ nhỏ gọn luôn. Đấy. Con này là motor từ này, siêu mới, siêu đẹp luôn. Motor từ nặng xích luôn, con này nặng hơn chục kg, cực kỳ mới đẹp. Đấy. Con này motor từ của Toshiba này, motor từ của Toshiba này. Rất là mạnh, cực kỳ mạnh luôn, đầu ra bằng đồng. Đấy, đầu hút thì có cái đầu này. Để một con này là bộ này là đủ cả xô chậu luôn, có nghĩa là máy rửa xe nằm bên trong một cái thùng này. Đấy, khi thao tác là cái thùng này sẽ để lên chốc cái máy rửa xe này và đổ nước vào cái thùng này, thì cái đường này đường nước xuống này, dây súng zin, súng mới, máy gần như mới 100% luôn. Đấy, cực kỳ đẹp luôn các bác nhé. Đấy, rất là nhiều nhé, nhiều các hãng khác nữa nhưng mà em sẽ nhấn mạnh một số các cái dòng về cắt trơ. Đây lại một số dòng motor từ máy vệ sinh hơi nước nóng. Đấy. Rất là nhiều. Thì em sẽ quay chung chung cho các bác thôi. Đấy, để các bác nào ưng thì vào cái bạn Zalo với em, xong rồi em sẽ gửi video chi tiết nguyên một bộ luôn cho các bác tùy chọn. Đấy, tầm cửa tiền như nào có hết. Zin bộ, cả dây súng zin hoặc là dây súng thường,
Nói chung các bác mà sử dụng dây súng thường thì giá thành nó sẽ hạ xuống rất là nhiều, bởi vì là dây súng zin đi theo máy thì giá sẽ rất là cao. Em nói thế thôi, nhưng mà thực ra một các cái bộ máy chạy máy than này thì nó sẽ san sàn, giá cũng tương đối thôi, cũng không đến nỗi như thế nào. Có máy từ như các cái con máy từ này thì giá nó sẽ cao. Đấy, máy than thì giá nó sẽ tầm độ đẹp nhất thì cũng chỉ căng lắm thì cũng dưới 2 triệu các bác nhá. Sàn sàn tầm 1 triệu 7 đổ về thôi. Đấy là zin bộ. Còn không thì lấy dây súng thường thì sẽ được rẻ đi tầm 300 nghìn. Đấy. Đấy, còn các con này mua từ giá nó sẽ từ 2 triệu đổ lên. Bao test sống có bảo hành đàng hoàng cho các bác luôn nhé. Đấy, em sẽ quay đơn giản như thế cho các bác, để bác nào quan tâm về các cái dòng máy rửa xe gia đình như này thì với em. Đấy. Rồi, cảm ơn các bác nhiều nhé.